Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chương trình Dân ta phải biết luật ta do luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu sẽ làm một cái video có tên rằng Hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cần thiết phải ký công chứng hay không? Thưa quý vị và các bạn, tôi muốn đưa một cái nội dung như vậy để quý vị và các bạn tự biết mình sẽ trả lời như thế nào. Lý do tại sao tôi có một cái video ngày hôm nay là cách đây vài ngày thì tôi có vào một cái chương trình, một cái Facebook của luật, chuyên về luật, thì có một cái anh ông bảo rằng là ký hợp đồng chuyển nhượng có cần thiết phải công chứng hay không, ủy quyền hợp đồng chuyển nhượng có cần thiết phải ký công chứng hay không. Thì tôi trả lời với anh là như thế này: điều 117 của Bộ luật Dân sự, trong trường hợp hai bên xác lập hợp đồng, cái điều kiện có hiệu lực của một cái hợp đồng dân sự thì nó gồm có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là nó gồm có ba nội dung. Thứ nhất là người tham gia, chủ thể của tham gia giao dịch phải đủ năng lực hành vi dân sự. Cái thứ hai nữa là cái việc giao dịch hoàn toàn tự nguyện. Thứ ba nữa là cái đối tượng, cái nội dung không vi phạm điều cấm. Và cái điều kiện thứ hai đó là hình thức của hợp đồng. Nếu trong trường hợp pháp luật bắt buộc phải có công chứng thì mình sẽ ký công chứng. Trở lại vấn đề của anh bạn Facebook kia, thứ nhất rằng anh bảo rằng hợp đồng ủy quyền có cần phải công chứng hay không. Hợp đồng ủy quyền để cái người thứ ba có ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cần phải ký công chứng hay không. Thì bây giờ chúng ta quay lại vấn đề đối với hợp đồng chuyển nhượng về bất động sản thì buộc lòng phải qua công chứng. Công chứng để đây là một cái hình thức mà pháp luật quy định, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải tuân theo những cái quy định của pháp luật về hình thức, đó là chứng thực tại phòng công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và khi ký công chứng như vậy thì các bên công chứng sẽ xác lập được, hội đủ được hai yếu tố. Thứ nhất là chủ thể, hình thức, nội dung của cái hợp đồng. Vậy thì quay lại vấn đề, tôi phân tích ở đây, tôi sẽ phân tích hai vấn đề. Thứ nhất là ủy quyền là gì? Thứ hai là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải có công chứng chứng thực. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Bộ luật Dân sự, ủy quyền là một hình thức một người nào đó không làm một cái công việc và sau đó họ đã nhờ một cái người thứ ba, và ủy quyền này có thể là có thù lao hay không có thù lao. Ví dụ như bây giờ tôi có một cái miếng đất ở ngoài Hà Nội, thì khi mà ký công chứng thì buộc lòng tôi phải ra phòng công chứng ở ngoài Hà Nội. Tuy nhiên do bận công tác cho nên tôi ủy quyền cho cái người nhà tôi rằng là cái ông A giúp tôi đi ra Hà Nội ký công chứng một cái văn bản giấy tờ này. Như vậy thì trong cái nội dung hợp đồng ủy quyền này, chúng ta sẽ ghi những cái đối tượng ta, chủ thể là người ủy quyền và người được ủy quyền làm cái việc gì đó, ký công chứng, sang tên đăng bộ và có thù lao hoặc không có thù lao. Hoặc thậm chí thì bây giờ tôi có một cái miếng đất ở ngoài Hà Nội, tôi ủy quyền cho một cái người này vì tôi có phát sinh cái răng ở liền kề họ tranh chấp, cho nên tôi ủy quyền cho người quen của tôi ở gần ngoài đó để mà giúp tôi một cái phạm vi như thế. Đó là ủy quyền tranh chấp liên hệ cá nhân, cơ quan, tổ chức để giải quyết cái vụ tranh chấp với cái bà liền kề thôi, không có định đoạt tài sản. Cho nên tôi cho rằng nhất thiết phải có hợp đồng ủy quyền. Trong hợp đồng ủy quyền này, quay lại cái vấn đề về giao dịch dân sự,
Hợp đồng ủy quyền này cũng phải tuân theo quy định của pháp luật về điều 117. Tôi nhắc lại quý vị và các bạn nhé, hai nội dung của điều 117 giao dịch dân sự có điều kiện. Thứ nhất là chủ thể giao dịch phải đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Mà cái năng lực hành vi dân sự này thì chỉ có khi người công chứng viên đến đó họ nhận thấy rằng với cái tinh thần minh mẫn sảng khoái đến phòng công chứng yêu cầu ký tên, và thậm chí nếu một số anh chị công chứng viên cảm thấy người này có một cái hạn chế năng lực hành vi dân sự thì họ có quyền hỏi một số câu hỏi, ví dụ như trong trường hợp di chúc chẳng hạn, thì họ hỏi để xem cái ý chí của người ủy quyền này có đúng là ủy quyền làm gì, ủy quyền để mà quản lý di sản, ủy quyền để định đoạt tài sản, hay ủy quyền tham gia tranh chấp, hay ủy quyền để làm một cái việc gì đó trong một cái phạm vi hạn chế, một cái phạm vi rất là nhỏ. Vấn đề thứ hai đó là cái giao dịch dân sự đó có phải tự nguyện hay không, để tránh trường hợp rằng là bây giờ nếu hợp đồng ủy quyền ở nhà ký, sau đó rồi cứ thế mà làm mà không ra phòng công chứng, sau này cái phát sinh tranh chấp thì người này họ mới nói rằng là tôi được ủy quyền và tôi được toàn quyền định đoạt, sẽ hậu quả khôn lường trong trường hợp những cái bất động sản được tham gia giao dịch như vậy. Cái thứ ba nữa là cái đối tượng tham gia giao dịch đó có bị vi phạm đạo đức không, có phải là đối tượng được phép chuyển dịch. Giờ thí dụ như bây giờ mình đang bán, mình bán tài sản công chẳng hạn, hoặc là bây giờ mình có một miếng đất mà mình chưa có giấy tờ, sau đó mình bán bằng ủy quyền thì sau này phát sinh tranh chấp thì cái người nào là người chịu trách nhiệm. Và điều thứ hai, hợp đồng ủy quyền một số không bắt buộc phải ra phòng công chứng, như trong trường hợp giấy ủy quyền. Tôi không biết rằng là ở một số trong 63 tỉnh thành thì như thế nào, tuy nhiên riêng ở thành phố Hồ Chí Minh thì cái trình độ kiến thức của các anh chị cũng tương đối cao, cho nên thông thường trong trường hợp những cái như là ủy quyền, làm cái giấy ủy quyền xác nhận chữ ký thì một số nơi chấp nhận, tuy nhiên toàn bộ những cái ủy quyền để mà chuyển nhượng, định đoạt, quản lý thì buộc lòng phải đến phòng công chứng. Và quý vị và các bạn nhé, phải là hợp đồng ủy quyền thì mới hợp pháp. Để tránh những cái trường hợp thì sau này tôi sẽ làm một cái video phân biệt thế nào là giấy ủy quyền và thế nào là hợp đồng ủy quyền, để cho quý vị và các bạn biết được để mà mình tự mình bảo vệ. Trong trường hợp này thì tôi sẽ làm giấy ủy quyền, và trong trường hợp này thì pháp luật bắt buộc phải là hợp đồng ủy quyền. Thưa quý vị và các bạn, để trả lời câu hỏi của một người bạn Facebook nói rằng hợp đồng ủy quyền phạm vi là chuyển nhượng bất động sản có buộc phải ra công chứng hay không, thì tôi trả lời là có. Vì hợp đồng công chứng buộc lòng phải tuân theo quy định về mặt hình thức của luật dân sự, và trước đó thì cái hợp đồng ủy quyền phải là hợp đồng ủy quyền trong cái phạm vi ủy quyền này có ghi là cái người được ủy quyền được toàn quyền định đoạt, hoặc là bị toàn quyền quản lý, hoặc là như thế nào đó, và trong hợp đồng có thù lao hoặc có thù lao. Không thể có cái chuyện rằng là chỉ là một cái giấy ủy quyền chứng thực chữ ký, sau này đi ra ký nguyên một cái tài sản có giá trị lớn. Và chắc chắn rằng tôi không rõ những cái vùng mà ở các tỉnh thành khác như thế nào, nhưng riêng thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta phải bắt buộc ủy quyền hợp đồng công chứng, để với vai trò là phạm vi là định đoạt tài sản. Thưa quý vị và các bạn, có những cái trăn trở trong cái quá trình hành nghề, vì tôi cho rằng là tôi tưởng rằng những cái quy định thật nhỏ, nhưng thực sự kiến thức pháp luật của người dân Việt Nam vẫn còn hạn chế. Ở đây tôi không có ý định nói rằng là tất cả mọi người đều hạn chế. Tuy nhiên với những cái thông điệp dân ta phải biết luật ta, tôi mong muốn
gửi đến quý vị và các bạn những người không am hiểu pháp luật, những người mong muốn cập nhật kiến thức pháp luật để tự bảo vệ cho mình, bảo vệ người thân của mình. Dĩ nhiên trong cái video này, với cái mong muốn là nâng lên chất, nâng lên tầm kiến thức pháp luật của người dân Việt Nam. Thực sự thì có những cái trên Facebook có những cái nguồn thông tin và những cái trang thông tin chính thống, thì quý vị và các bạn cũng nên xem xét, nên xem để mà cùng với những cái video, cũng cùng với những cái trang báo chí uy tín. Và nếu quý vị và các bạn có những cái trăn trở, có những cái câu hỏi nào mà chúng ta là một trường hợp cụ thể, chúng ta không thể nào biết được, thì có thể gửi lại cái comment ở phía dưới. Và mong muốn được trang bị thêm cái kiến thức pháp luật thì chúng ta sẽ đăng ký cái kênh của Văn phòng Luật sư Đoàn Gia Phúc với cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Xin trân trọng cảm ơn.